đều cùng với bậc cực hỷ chẳng phải tương ưng chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng hợp chẳng tan, đều cùng với bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tọa, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tọa, bậc pháp vân, chẳng phải tương ưng chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng hợp chẳng tan, đều cùng với tất cả pháp môn Tam Ma địa, chẳng phải tương ưng chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng hợp chẳng tan, đều cùng với tất cả pháp môn Đà La ni, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng hợp chẳng tan, đều cùng với mười lực Phật, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng hợp chẳng tan, đều cùng với bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng hợp chẳng tan, đều cùng với đại từ, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng hợp chẳng tan, đều cùng với đại bi, đại hỷ, đại xả, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng hợp chẳng tan, đều cùng với pháp không quên mất, chẳng phải tương ưng chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng hợp chẳng tan đều cùng với tánh luôn luôn xả chẳng phải tương ưng chẳng phải chẳng tương ưng chẳng hợp chẳng tan đều cùng với trí nhất thiết chẳng phải tương ưng chẳng phải chẳng tương ưng chẳng hợp chẳng tan đều cùng với trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chẳng phải tương ưng chẳng phải chẳng tương ưng chẳng hợp chẳng tan đều cùng với cảnh giới hữu vi chẳng phải tương ưng chẳng phải chẳng tương ưng chẳng hợp chẳng tan đều cùng với cảnh giới vô vi chẳng phải tương ưng chẳng phải chẳng tương ưng chẳng hợp chẳng tan này thiện hiện những pháp ấy gọi là thánh pháp tỉ nại ra vì vậy gọi là thánh pháp tỉ nại ra vì sao này thiện hiện vì tất cả pháp này không sắc không thấy không đối nhất tướng gọi là vô tướng các vị thánh ấy như thật hiện thấy này thiện hiện không sắc cùng không sắc chẳng phải tương ưng chẳng phải chẳng tương ưng chẳng hợp chẳng tan không thấy cùng với không thấy không đối cùng với không đối nhất tướng cùng với nhất tướng cũng chẳng phải tương ưng chẳng phải chẳng tương ưng chẳng hợp chẳng tan này thiện hiện các đại bồ tát đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa không sắc không thấy không đối nhất tướng vô tướng này thường nên tu học học rồi chẳng thủ đắc tướng của tất cả pháp